chư vị đồng tu chào mọi người xin mở bản kinh ra kinh thập thiện nghiệp đạo trang thứ 16 hàng thứ nhất niệm xứ trang nghiêm cố thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán đây là Đoạn thứ nhất trong 37 phẩm trợ đạo. Phẩm trợ đạo. Tổng cộng có bảy khoa cũng chính là chúng ta ngày nay gọi là bảy giai đoạn. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc ngũ căn ngũ lực thất giác chi bát chánh đạo <laughs> chia thành bảy giai đoạn này bảy giai đoạn này là phật pháp hoàn chỉnh cũng có thể nói là bất luận là đại thừa tiểu thừa hiển giáo mật giáo tóm lại không ngoài Bảy loại này Thuật ngữ của Kinh Phật gọi là Bảy khoa Khoa là khoa mục Bảy khoa mục Đã bao gồm hết rồi Nội dung ở trong mỗi khoa mục Đều là sâu rộng Không có bờ mé Cho nên Chúng ta không thể xem nó là Tiểu thừa Đại sư thiên thai Dùng tàn thông biệt viên Bốn giáo Để nói rõ với chúng ta Ở trong mỗi một khoa Đều có tàn thông biệt viên Từ đó cho thấy Nó bao gồm hết rồi Khoa thứ nhất Chính là niệm xứ tôi trước đây giảng những kinh văn này cách nói hơi có một chút không giống với người xưa dễ hiểu cái tứ niệm xứ này chính là chúng tôi thường gọi là thấy rõ thấy ra được tứ thần túc chính là buôn xả được tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện các vị hãy từ trên quan điểm này mà thể hội sẽ không khó hiểu được ý nghĩa của nó thấy rõ buông xả xuyên suốt toàn bộ phật pháp phàm phu chúng ta tại sao lại có những phiền não tập khí sâu nặng này vậy những nguyên nhân căn bản này là do không biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh niệm xứ giúp chúng ta hiểu rõ Vậy chúng ta Nhìn vũ trụ Nhân sanh như thế nào Phật ở chỗ này đem nó Quy nạp thành Bốn hạng mục Hạng mục thứ nhất Là quán thân bất tịnh Thứ hai là Quán thọ là khổ Thứ ba là Quán tâm vô thường Thứ tư là Quán pháp vô ngã cái quán này chính là cái mà chúng ta hiện nay gọi là nhân sinh quan vũ trụ quan cách nhìn của bạn đối với nhân sinh vũ trụ bạn có thật sự nhìn thấy chân tướng của nó hay không phàm phu điều quan trọng nhất chính là chấp trước cái thân này quý trọng cái thân này Khởi chấp trước Tham ái Đối với cái thân này Cái gốc của chấp trước này Quá sâu Nên biết Cái chấp trước này Chính là gốc của sáu cõi luân hồi Luân hồi từ đâu mà có vậy Là từ đây mà ra Nếu bạn thấy sự việc này rõ ràng rồi Đem thân kiến buông bỏ bạn liền thoát khỏi sáu cõi luân hồi Sáu cõi luân hồi hoàn toàn không phải sự thật Nó là hiện tượng hư ảo Trong Kinh Kim Cang nói là Mộng huyễn bèo bọt Đó là không sai tí nào Người nào có chấp trước Thì người đó sẽ hiện cái tướng này Cho nên Người nào buông bỏ cái chấp trước này Thì cái hiện tượng này Đối với họ mà nói là không có Từ đó cho thấy Cái cảnh giới này là hư ảo Không phải chân thật Chúng ta ngày nay ở cái thế gian này Mỗi người Đều hiện ra cái hiện tượng này Thế Tôn ở trên hội Lăng Nghiêm Gọi cái hiện tượng này là đồng phân kiến vọng kiến là kiến giải vọng là hư vọng đồng phân mọi người chúng ta đều có điểm chung tuy là có điểm chung nhưng vẫn là mỗi người là mỗi khác thí dụ chúng ta hôm nay cái giảng đường này giảng đường rất sáng sủa có mấy chục ngọn đèn đang chiếu mấy chục ngọn đèn này đang chiếu sáng đây gọi là đồng phân kiến vọng thực ra ánh sáng của mỗi ngọn đèn cùng mỗi cái không có liên quan nhau giống như từng ánh sáng hòa lẫn vào nhau trên thực tế vẫn là cái nào ra cái nấy bạn tắt một ngọn đèn đi ánh sáng của ngọn đèn này không còn nữa nó hoàn toàn không cản trở cái khác các vị từ chỗ này mà thể hội thật kỹ cho nên mỗi người có cảnh giới riêng của mình mỗi người có trời đất riêng của họ mỗi người có vũ trụ riêng của mình có thể nói mỗi người không giống nhau cũng có thể nói mỗi người có sự liên quan mật thiết chân tướng sự thật ở trong đây chúng ta cần thể hội thật kỹ cho nên không thể nói đồng cũng không thể nói bất đồng giống như ánh sáng đèn này vậy bạn không thể nói nó không hòa vào nhau ánh sáng của mấy chục ngọn đèn nó quả thật là hòa lẫn vào nhau bạn cũng không thể nói nó thật sự hòa vào nhau nếu thật sự hòa vào nhau thì tắt một ngọn ánh sáng ngọn đèn này nó đã không còn nữa cho nên ở trong phật pháp nói rõ chân tướng sự thật thường nói phi nhất phi dị không thể nói một cũng không thể nói không một đây là chân tướng sự thật không phải lời nói hàm hồ tắc trách Quả thật đúng là chân tướng Chúng ta ngày nay đọa lạc vào sáu cõi luân hồi Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật là không liên can gì với ai cả Hoàn toàn là tự mình Vọng tưởng phân biệt chấp trước Mà tạo ra cái hiện tượng này đạo lý này phải biết nếu bạn không hiểu rõ thì bạn sẽ rất khó vượt thoát tại sao vậy phật ở trong kinh hết lòng hết dạ khuyên bạn những lời này bạn nghi hoặc bạn không thể tin một cách quả quyết bạn giờ cứ chấp trước kiên cố thành kiến của bạn thành kiến chúng ta gọi là ngã kiến chúng ta bị cái này hại rồi hại quá thảm thương rồi cho nên phật ở chỗ này dùng loại phương tiện trí tuệ viên mãn cao độ này vậy chúng ta quán thân quán thân bất tịnh cái gì là thân vậy thân theo nghĩa hẹp là cái thân này của chính chúng ta thân theo nghĩa rộng là tất cả mọi vật thể chỉ cần có hình thể chúng ta liền gọi nó là thân bất kể là xác thân bất kể là tất cả vật thể đều là bất tịnh phật ở trong kinh phân tích cho chúng ta cấu tạo của xác thân vật chất chúng ta là không trong sạch quan sát rõ ràng nhất đơn giản nhất bạn thấy chúng ta cái gọi là thất khiếu nói bài tiết ra là gì vậy Nó từ bên trong bài tiết ra Ngoài thất khiếu ra Di tế hơn là Lỗ chân lông Cái mà lỗ chân lông bài tiết ra Người hiện nay chúng ta gọi là Chất u rê Chứng tỏ bên trong chúng ta Không có gì là trong sạch Cho nên người xưa nói Bị thịt túi da Túi da chứa trong đó là gì vậy? Máu mũ Phẫn tiện Là chứa đựng những thứ này Đối với cái thứ này Chấp trước tham ái quá mức Sai rồi Cổ đức mô tả sát thân là Đẩy da hôi thối mùi tỏa ra từ trên cái thân này thật là khó ngửi người phiền não càng nặng thì mùi sẽ càng khó ngửi người phiền não nhẹ thì tương đối tốt hơn một chút người thân tâm thanh tịnh thì mùi sẽ thơm Tôi năm xưa Dường như là năm 1977 Lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh Đồng tu bên Hồng Kông nói với tôi Lão Hòa Thượng Hư Vân đến Hồng Kông đã hơn một tháng Vào thời đó sau khi Trung Quốc đại lục giải phóng Thì đệ tử Phật bên Hồng Kông đó Mong muốn Lão Hòa Thượng Hư Dân Ở lại Hồng Kông lâu dài Đã xây cho Ngài một ngôi tình xá Tôi cũng đã đến tham quan Lão Hòa Thượng đã ở một tháng Nói Hồng Kông cái nơi này không thể ở được Đây là thế giới phồn hoa Không thích hợp cho tu hành Ngài liền trở về tổ quốc Vào thời đó Bản thân Ngài đã hơn 100 tuổi rồi rất nhiều người đều biết lão hòa thượng một năm cắt tóc một lần đại khái cũng là một năm tắm một lần không tắm rửa quần áo mặc trên người rách nát trên cổ áo dính cặn dầu rất dày ngài không tắm trên cổ áo nhìn thấy rất bẩn nhưng mà mùi tỏa thơm dịu rất dễ ngửi chúng ta ba ngày không tắm rửa là trên cổ áo thối chịu không nổi người ta đã tránh xa rất xa rồi từ chỗ này thấy người ta tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh thân liền thanh tịnh cái mùi đó là không giống nhau lão hòa thượng hư vân là người tu hành người có công phu tu hành cao hơn ngài nhìn thấy cái mùi đó của ngài là khó ngửi rồi đây là đạo lý nhất định từ đó cho thấy công hạnh sâu cạn Quả thật có thể thay đổi Kết cấu tổ chức Của thân tâm Chúng ta Đúng là Phật ở phần trước Bản Kinh đã nói Tất cả Pháp Từ tâm tưởng sanh do đó chúng ta liền thể hội được tại sao phật dạy bồ tát ngày đêm thường niệm thiện pháp tư duy thiện pháp quan sát thiện pháp không cho phép mảy may bất thiện xen tạp đạo lý chúng ta hiểu rõ rồi Chúng ta muốn tu thành bản thân Chân thật là thân kim cang bất hoại Ở cái thế gian này khó Quá khó Giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Thì dễ dàng rồi Sanh về thế giới cực lạc Thì sắc thân của mỗi người Đều là sắc thân bằng vàng rồng Đây là Đại Từ Đại Bi đại ân đại đức của phật đối với chúng ta không phải phật nói rõ với chúng ta thì chúng ta làm sao biết được hơn nữa cái pháp môn này khó tin nhưng dễ tu thành tựu thù thắng không gì bằng mười phương tất cả chư phật như lai phổ độ chúng sanh đây là pháp môn hàng đầu Cho nên tất cả chư Phật Không vị nào không tán thán, Không vị nào không hoàng dương Chúng ta phải hiểu được đạo lý Chúng ta ngày nay tiếp nhận được pháp môn này Một đời này có thể thành tựu hay không Là xem bạn có thể thấy rõ Buông xả hay không Nếu bạn không thể thấy rõ Không thể buông xả Thì bạn đời này chỉ có thể nói là Kết thiện duyên với A-di-đà Phật Và thế giới Tây Phương Chứ đời này là không thể đi được Muốn ở ngay một đời này Quyết định giảng sanh Thì cần phải thấy rõ Cần phải buông xả Tại sao không buông xả vậy? Chưa thấy rõ ràng Thật sự thấy rõ ràng rồi thì không ai mà không buông xả. Tại sao vậy? Buông xả liền tự tại ngay, buông xả là vui sướng thật sự. Buông xả liền nhập cảnh giới Phật. Chúng ta vẫn cứ chấp trước kiên cố là cảnh giới phàm phu. Buông xả chấp ngã chính là buông xả sáu cõi luân hồi. Đây là điều thứ nhất về chúng ta quán thân Cái thân này Không phải là cái thân thanh tịnh Không nên chấp trước Yêu thương bảo vệ nó quá mức Nhưng cũng không được phép tùy tiện Làm tổn hại nó Nếu bạn làm tổn hại Cũng là lỗi lầm Cũng là sai lầm Phải như thế nào vậy? Tùy duyên Vậy là đúng rồi Cần phải Mượn giả tu thật Cái thân tướng này là tướng giả Chúng ta phải mượn cái tướng giả này Để tu cái thật Đối với mình Giảng sanh tịnh độ Lợi dụng cái thân thể này Cố gắng nỗ lực niệm Phật Ngoài niệm Phật ra Thấy đều buông xả Thân tâm thế giới tất cả buôn xã vậy là đúng rồi pháp thế xuất thế gian đều không nên để ở trong tâm tại sao vậy pháp xuất thế gian cũng không phải chân thật Phật ở trong kinh nói rất rõ ràng Phật Pháp nhân duyên sanh Phạm là Pháp do nhân duyên sanh Đều là hư vọng Đều không phải chân thật Cho nên trong kinh Kim Cang nói Pháp còn phải xả Huống hồ phi Pháp Ngay cả Phật Pháp còn không để ở trong tâm Huống hồ những thứ khác Thân tâm thế giới Thấy đều buông xả Chúng ta ngày nay chưa có nhập cảnh giới Phật, buông xả tất cả, chỉ mỗi chấp trước danh hiệu A Di Đà Phật. Chấp trì danh hiệu, chấp chính là rất chấp trước, trì là gìn giữ tuyệt đối không để mất. Chúng ta phải dựa vào một câu Phật hiệu này giảng sanh tịnh độ. Đến thế giới Tây phương Cực Lạc rồi thì cái chấp trước danh hiệu này cũng buông xả luôn chưa có đến được thì không thể buông xả sau khi đến được rồi là có thể buông xả giống như đi xe vậy lên xe mua một tấm vé chấp trị danh hiệu a di đà phật chính là tấm vé này đến được rồi thì vé trả lại cho phòng vé thu hồi ngoài cái đó ra thì cái gì cũng phải buông xả vậy là chính xác rồi là đúng rồi Cho nên nhất định phải nhận thức rõ ràng Thứ hai là Quán thọ là khổ Thọ là sự hưởng thụ của chúng ta Nói xác đáng thêm một chút Là cảm thọ của chúng ta Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Cần phải biết rằng Cái mà chúng ta tiếp xúc thấy đều là khổ chắc chắn không có lạc khổ phật ở trong kinh thông thường dùng tam khổ bát khổ để vì chúng ta nói rõ chân tướng sự thật ở trong tam khổ cái thứ nhất là khổ khổ cái thứ hai là hoại khổ cái thứ ba là hành khổ bác khổ trên thực tế chính là khổ khổ điều đầu tiên ở trong tam khổ 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 đã nói tám loại khổ khổ chữ khổ phía sau là danh từ chữ khổ phía trước này là động từ là hình dung từ ở trong khổ khổ đây là cái mà tất cả chúng sanh không thể tránh khỏi là sanh già bệnh chết đây gọi là tứ khổ ai cũng không thể tránh khỏi bạn làm đến hoàng đế bạn cũng không cách gì tránh khỏi sanh già bệnh chết Bạn bần tiện là kẻ ăn mày Bạn cũng không thể tránh khỏi sanh già bệnh chết Cái khổ của sanh Chúng ta quên mất rồi Nhưng mà ở trong Kinh Phật Nói với chúng ta rất rõ ràng Nhất định phải biết Tại sao vậy? Bạn không ra khỏi sáu cõi luân hồi Bạn vẫn đi đầu thai Đầu thai chẳng phải sinh trở lại sao? Già khổ bệnh khổ cái này chúng ta tự mình đều có thể thể nghiệm được tuy bản thân còn trẻ thử xem người già đặc biệt thử xem người già trong xã hội hiện đại này người được con cháu hiếu thuận quá ít con cháu có thể chăm lo người già hiện nay ngày càng hy hữu người già đáng thương người già phải chịu cái quả báo này tại sao vậy chúng ta thế hệ này không có chăm lo thế hệ trước chúng ta tạo nhân bất thiện thì thế hệ sau đó có thể chăm lo cho thế hệ này của chúng ta không nhân duyên quả báo mà chúng ta không có hiếu thuận cha mẹ muốn bảo con cái hiếu thuận chúng ta không có đạo lý này cho nên cái mà người hiện nay tạo tác là nhân bất thiện quả báo ở trong dự đoán của chúng ta chắc chắn không phải quả báo thiện cho nên xã hội hiện nay chính phủ phụ trách dưỡng lão thế giới rất nhiều quốc gia tiên tiến đều có chế độ dưỡng lão khi về hưu cái chế độ này có một số quốc gia làm rất tốt chúng tôi cũng thấy rất nhiều khoảng cách đến tận thiện tận mỹ đó là một giai đoạn rất dài chúng ta hiện nay cũng đang nỗ lực đề xướng thôn di đà Thông Di Đà Của cư sĩ Lâm Singapore Tôi nghĩ các vị đã nhìn thấy rồi Hôm qua đã bắt đầu khởi công Hình như có mười mấy công nhân Đứng bên cạnh dây một cái tường gỗ Có lẽ là phòng tránh bụi Đã bắt đầu khởi công rồi Đây là hơn một năm nay Đã tìm rất nhiều chỗ Đều không thể thành công Cuối cùng Bất đắc dĩ Phải xây lên chậu chút đất trống Còn thừa lại này của cư sĩ Lâm Cư sĩ Lý nói với tôi Đây là xây tòa nhà 7 tầng Để làm liêu phòng Tương lai có thể chứa được 4-500 người Vậy cũng tốt Túc xá, trai đường, niệm Phật đường Giảng đường đều chung một chỗ Đối với người già mà nói Là rất tiện lợi Về mặt quản lý Cũng giảm bớt rất nhiều việc Giảm bớt rất nhiều nhân công Cho nên tôi nhìn thấy rất hoan hỷ cuối cùng là đối với xã hội bởi vì thế giới có đồng tu ở rất nhiều quốc gia khu vực đều phát tâm ủng hộ cho sự việc này cuối cùng đã có khai báo chúng ta lạc quan với thành tích ấy xin mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra trang thứ mười sáu hàng thứ nhất niệm xứ trang nghiêm cố thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán tứ niệm xứ lần trước đã giảng hai điều quán thân bất tịnh quán thọ là khổ Phật ở trong kinh điển đem tình trạng đời sống ở trong sáu cõi ba giới Vì chúng ta quy nạp thành Tam khổ, bác khổ Ở trong bác khổ Sanh già, bệnh chết Đây là Điều mà mỗi chúng sanh Đều không có cách gì tránh khỏi Đây là khổ bên trong đây là cái ở trong cơ thể ngoài thân cũng quy nạp thành ba loại cái thứ nhất là quán tắng hội người bạn không ưa thích việc không ưa thích hoàn cảnh sống không ưa thích lại cứ gặp mãi Không có cách gì tránh khỏi Cái cùng loại này Đều là thuộc về Oán tấn hội Chúng tôi nghĩ Hầu như mỗi một người Đều không có cách gì ngoại lệ gặp phải cả một đời một loại khác nữa là ái biệt ly người chúng ta ưa thích việc ưa thích hoàn cảnh sống ưa thích lại cứ không được dài lâu đây là điều mà xã hội trước mắt chúng ta chúng ta phổ biến có thể nhìn thấy được thậm chí là ở ngay bản thân mình cũng có thể cảm nhận được loại này cũng là khổ đời người việc bất như ý thường chiếm tám chín phần chúng ta nhất định phải thấy rõ ràng thấy minh bạch loại thứ ba là cầu bất đắc là nguyện vọng mong cầu ở trong tâm chúng ta đều không thể thành hiện thực vậy là đã bao quát hết toàn bộ nội khổ ở ngoài thân chúng ta rồi Một điều cuối cùng gọi là ngủ ấm xí thành khổ. Nếu như đem tám loại này tách biệt để nói thì bảy loại phía trước đều là thuộc về quả báo. Một loại cuối cùng này là nhân khổ. Hay nói cách khác, tại sao chúng ta có sanh già, bệnh chết? oán tắng hội ái biệt ly cầu bất đắc nguyên nhân là ngủ ấm xí thạnh câu nói này không dễ hiểu ngủ ấm dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói chính là thân của chúng ta tâm của chúng ta không khỏe mạnh Thân tâm đều đang tạo nghiệp Bất thiện Cho nên mới gặp quả báo bất thiện Nếu như thân tâm khỏe mạnh Cái tạo ra đều là thiện nghiệp Như Phật ở trong bộ kinh này dạy chúng ta Ngày đêm thường niệm thiện pháp tư duy thiện pháp quan sát thiện pháp thì chúng ta tám loại khổ này đều không còn người thế gian cầu tài tài có thể cầu được không vậy được chắc chắn có thể cầu được nhà phật thường nói ở trong cửa phật có cầu ác ứng thế nhưng bạn phải biết đạo lý nó có nhân quả gieo dưa thì được dưa gieo đậu thì được đậu cái bạn tạo là nhân gì thì bạn sẽ được quả báo như thế phật nói cho chúng ta biết nhân của giàu có là bố thí người ưa thích bố thí được nhiều tiền của người tham lam keo kiệt được quả báo bần cùng chúng ta thấy xã hội ngày nay có rất nhiều người đặc biệt là ngành thương mại tập đoàn thương mại lớn của giới công thương họ sở hữu tiền của ức dạng tiền của ức dạng nguyên nhân gì mà có vậy là trong đời quá khứ tu bố thí nhiều chúng ta nói trong số mạng của họ có tài cái tài này không phải do trời xanh trời xanh thì phải mỗi người đều giống nhau tại sao mỗi người đều không giống nhau vậy do nhân mỗi người tạo không giống nhau họ bố thí nhiều thì trong số mạng họ tài nhiều trong số mạng có tài thì bất kể làm ngành nghề nào họ cũng đều phát tài họ làm ngành nghề kinh doanh đó là duyên trong số mạng của họ có nhân Nhân cộng thêm duyên Thì quả báo liền hiện tiền Sự việc nó là như vậy Nếu như trong số mạng Không có nhân giàu có Họ cũng đi học Giống người khác Đi làm ngành nghề, kinh doanh Người ta kinh doanh phát tài Họ kinh doanh lỗ vốn Do trong số mạng không có tài các vị đọc qua liễu phạm tứ huấn sẽ biết ngay một giọt nước một hạt cơm đều do tiền định đời trước ai định cho bạn vậy tự mình định không phải người khác định đây mới thật sự là công bằng sau khi hiểu rõ cái đạo lý này rồi chúng ta trong số mạng của đời này thiếu tài cũng không nên căng thẳng hiện tại tu tu tích cực cũng vẫn còn kịp tiên sinh liễu phàm sau khi hiểu rõ cái đạo lý này ông tự mình biết được tu nhân ba loại nhân ông đều tu bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý bố thí tài được giàu có bố thí pháp được thông minh trí tuệ bố thí vô ý được khỏe mạnh trường thọ không những bản thân ông làm mà vợ ông cũng giúp ông làm cả nhà làm cho nên vận mệnh của ông mới thay đổi nhanh như vậy đã phát tài phát tài rồi bản thân hoàn toàn không hưởng thụ thực tế mà nói ông sống đời sống vô cùng vui sướng tiết kiệm đem tiền của mình tiết kiệm như được tiếp tục giúp đỡ những người có nhu cầu phú quý của ông vĩnh viễn không hưởng hết đời đời kiếp kiếp không bị quả báo bừng cùng ông hiểu được đạo lý này biết được phương pháp như lý như pháp mà cầu có cầu ắt có ứng có một số người trong đời quá khứ tiếp xúc được lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền tiếp xúc được phật pháp họ chịu tu đời này có được quả báo sau khi quả báo có được rồi chưa chắc gặp được nhân thánh lời giáo huấn của thánh hiền bồ tát chưa chắc có thể gặp được không gặp được thì đời này chỉ biết hưởng phước chứ không biết tiếp tục không ngừng tu thêm họ không biết điều này rất đáng tiếc sau khi phước báo đời này hưởng hết rồi đời sau sẽ không bằng đời này mỗi một lúc một tệ thêm đời sau không bằng đời trước từ đó cho thấy giáo huấn của thánh hiền là quan trọng hàng đầu không có gì quan trọng hơn điều này ở trong tất cả bố thí thì bố thí pháp là nhất ở trong kinh hoa nghiêm phẩm hạnh nguyện phổ hiền nói rất rõ ràng chúng ta biết được đạo lý cũng biết được phương pháp vậy mới cố gắng nỗ lực tu học quả báo ngày càng thù thắng quả báo hiện tiền trong phật pháp gọi là hoa báo quả báo ở đời sau hoa báo tự mình đã cảm thấy thù thắng như vậy thì quả báo có thể nghĩ mà biết được đây là giống như thực vật ra hoa trước kết quả sau chúng ta nhìn thấy thực vật ra hoa hoa ra tốt là có thể dự đoán tương lai kết quả nhất định vô cùng mỹ mãn cho nên nhà phật dạy chúng ta lìa khổ được vui lời nói này là chân thật không phải giả những lời này đều là nói về thế gian quả báo của thế gian không phải cứu cánh thế nhưng đại đa số người thế gian ham muốn quả báo thế gian phật bồ tát là người hiểu biết những thánh triết xưa nay trong ngoài cũng đều là người hiểu biết họ có thể quan sát căn cơ của chúng sanh bạn ham muốn phú quý thế gian thì giúp đỡ bạn thỏa mãn nguyện vọng của bạn khiến bạn sanh tâm hoan nghĩ bạn có thể sanh tâm hoan nghĩ đối với thánh hiện bạn mới thích gần gũi họ bạn mới sẵn lòng tiếp nhận lời giáo huấn của họ họ tất nhiên ở trên nền tảng hiện có của bạn giúp đỡ bạn thăng hoa lên thêm phú quý nhân gian rất tốt phú quý trên trời còn thù thắng hơn cái này con người sống được bao nhiêu năm Mạng sống quá ngắn ngủi Cho dù sống đến 100 tuổi Cũng là trong khoảng khảy móng tay Chúng ta tự mình hồi tưởng một chút Mình năm nay mấy chục tuổi rồi Thường nghĩ từ lúc sinh ra đến bây giờ Chẳng phải giống như một giấc mộng sao thử nghĩ lại sự việc thời niên thiếu là giống như hôm qua vậy ngày tháng trôi quá nhanh một trăm năm chỉ là cái khảy móng tay phú quý của bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày phước báo ở trên trời lớn hơn nhiều so với nhân gian không cần nói trời quá cao Chúng ta thông thường nói trời đau lợi Người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế Ở trong tôn giáo thông thường gọi là sanh thiên Phần lớn đều là sanh về trời đau lợi Làm sao biết vậy? Nhìn họ tu nhân Cái họ tu là nhân gì? Là biết quả báo ở đâu Cách suy đoán này Là tương đối chính xác Sinh trời tứ dương Trời đau lợi Là tu thập thiện Bạn mới có thể đến đó được Phước báo ở nơi đó Thù thắng hơn nhân gian Trước tiên là Thọ mạng dài Một ngày ở trời đau lợi Bằng 100 năm nhân gian chúng ta Hiện nay cách nói này Mọi người dễ hiểu Hiện nay biết có độ lệch giờ Cái địa cầu này của chúng ta Lệch giờ với trời đau lợi rất lớn Một ngày ở trời đau lợi là 100 năm của chúng ta Thọ mạng của họ bao lâu vậy? Là một ngàn tuổi Ở nơi đó của họ Hợp với thế gian chúng ta Thì thời gian đó là quá dài Một ngày của họ là Một trăm năm của chúng ta Một năm của họ Chúng ta cũng quy định là Ba trăm sáu mươi lăm ngày cho họ Một năm của họ Thọ mạng của họ là một ngàn năm Cho nên Hưởng phước ở trời đau lợi Thù thắng hơn Nhân gian chúng ta quá nhiều Phước báo càng lên nữa Thì tăng thêm gấp nhiều lần Nếu như chúng ta biết Cái đạo lý này thì đối với phước báo ở nhân gian một cách tự nhiên sẽ xem nhẹ ngay chúng ta phải tu phước trời phật bồ tát lại nói cho chúng ta biết còn có cái thù thắng hơn so với phước trời dứt sanh tử ra khỏi tam giới a la hán bích chi phật phước báo của phật bồ tát tuyệt đối không phải trời người có thể sánh được mà đại phạm thiên dương ma hề thủ la thiên dương đây là người có phước báo lớn nhất ở trong tam giới còn không bằng a la hán không sánh bằng bích chi phật cho nên Phật Bồ Tát Luôn giúp đỡ chúng ta Không ngừng nâng cao cảnh giới của chúng ta lên thêm Phật nói cho chúng ta biết Phước báo hàng đầu là Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Trí tuệ phước đức của thế xuất thế gian Không thể sánh bằng họ được Mặc dù sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Phạm Thánh đồng cư độ Hạ hạ phẩm giảng sanh Thì ma hê thủ la thiên dương Cũng không thể sánh bằng Bốn thánh ở trong mười pháp giới Cũng không thể sánh bằng Sự việc này Nếu không phải Phật Đà Nói ra cho chúng ta biết Thì chúng ta làm sao biết được Cho nên chúng ta ở thế gian Hiện nay cái thân xác này ở tại thế gian Cố gắng, nỗ lực, đoạn ác, tu thiện Tuyệt đối không mong cầu Cái phước báo thế gian này Phước mà chúng ta tu Đến đâu để hưởng vậy? Đến thế giới cực lạc để hưởng Thế phước mà tôi tu, tu không lớn người thế giới cực lạc phước quá lớn không sai một chút phước nhỏ này của tôi đến thế giới cực lạc nó sẽ biến thành phước lớn nhân tuy nhỏ đến thế giới cực lạc sẽ biến thành phước lớn nhưng mà không có cái nhân phước nhỏ này thì không thể đến thế giới cực lạc phật ở trong kinh giới thiệu cho chúng ta thế giới tây phương cực lạc ở bên đó đều là Các bậc thượng thiện Cùng hội một chỗ Sao gọi là thượng thiện vậy Người này tâm thiện Niệm thiện Hạnh thiện Chính là cái mà Trong bộ kinh này gọi là Ngày đêm thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quan sát thiện pháp Đây chính là thượng thiện từ đó cho thấy người tu tịnh độ bộ kinh này là rất vô cùng quan trọng nếu bạn nói tu tịnh độ ở trong kinh tịnh độ không có nói kinh thập thiện nghiệp đạo đó là bạn hoàn toàn thấy sai rồi chúng ta đọc kinh phải thận trọng không được phép lơ là Phương pháp tu hành tịnh độ Đều cơ bản là tịnh nghiệp tam phước Tịnh nghiệp tam phước Điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp Thế cách tu thập thiện nghiệp này như thế nào vậy? Bộ kinh này chính là nói thập thiện nghiệp Từ đó cho thấy Bộ kinh này quả thật đúng là Nền tảng tu hành của chúng ta Pháp môn niệm Phật Là xây dựng ở trên cái cơ sở này Bạn mới có thể giảng sanh Niệm Phật niệm tốt đi nữa Mà không có cái cơ sở này Không có nền tảng tịnh nghiệp tam phước Thì không thể giảng sanh tại sao vậy tâm hạnh bất thiện không tương ưng với đại chúng ở thế giới tây phương cực lạc cái đạo lý này nhất định phải biết cho nên khổ là có thể giải quyết được phải biết được đạo lý biết được phương pháp tứ niệm xứ phần sau còn có hai điều quán tâm vô thường quán pháp vô ngã mỗi một điều đều rất quan trọng chúng ta nhất định phải hiểu thật rõ ràng sau đó mới biết tu học ra làm sao tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây thôi